Xin chào tất cả các nam cầu thủ đam mừng cá tập tổ quốc. Hôm nay tập ra một clip gồm 13 cần câu anh em. Thì 13 cần câu này gồm một lô cần là hàng bên đây là hàng ISO, hàng ISO bè. Có chiều dài tầm khoảng 1m8 đến 2m4 nha anh em. Phần bên đây là phần Ikeda. Rồi, đếm vô cụ thể từng cái cho anh em xem. Em bán hàng cho em kiểm tra hàng chính hình tổng hàng rỗng không clip nên á thì sẵn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất. Cái thứ nhất em lên cho mọi người một cây ISO bè. Đó. Thì cây này hàng của Nhật nha anh em, Japan. Đó. Thì cây này là cái phíp đỏ, nó có xước sát nè, nó gốc có xước sát. Bát là bát Fuji. Phèn là phèn Fuji nè, đó. Thì càng không lỗi nha anh em, có gốc xước sát nè. Phần trong thì đẹp rồi, đó. Thì cây này là một cây phíp đỏ nha mọi người. Em nhắc lại là phíp đỏ, đọt là đọt đặc. Đó. Phèn bát Fuji. Cắt cả cái lóng ở trong đều đẹp nha mọi người. À, lóng trong đều đẹp. Thì cái này nếu so độ cứng thì nó gơ tầm khoảng 5 thôi nha anh em. Cứng 5 mừng thôi. Đó, dạng này cho anh em câu hanh chắp. Câu trên bè. Đó, chụp bè thì. Đó, đánh cảm giác nha. Rồi này anh em câu tôm cũng được, rất là ok luôn. Đó. Đặt rất là dịu nha mọi người. Thì cái thứ nhất dài 1m8, đó, dài 1m8, nặng là 60g, đọt 0.7, thu gọn 42cm. Giá công khai cái số 1 giá 300 nha anh em, 300 cộng ship. Tiếp theo cái số 2. Đây, cũng là một cây hàng của Nhật, Japan. Thì phen vẫn là phen Fuji nha anh em, phen là phen Fuji. Đó. Bát là bát Fuji, chất liệu vẫn là phíp đỏ nha mọi người. Đây, phíp đỏ đây, đó. Càng sao thì em gắn nhấn mạnh cho anh em vậy nhé. Thì cây được dài 2m4 nha anh em, cây này dài 2m1. Thì tất cả các lóng nửa trong đều ok, không lỗi, không nứt bể gì hết. Đó. Phen thì ok hết đây, đọt thì đọt đặc. Đó. Phen Fuji đóng chữ rõ ràng. Cây này cũng cứng ra tầm khoảng 5-10 thôi nha anh em. Đó. Rất là mảnh nha. Đó. Dạng cho anh em câu hanh cháp, câu trên bè. Câu cá giò. Thì cái này nặng là 65g, dài 21, đọt 0.7, thu gọn 43cm, giá cây số 2, giá là 300 nhé. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người là một cây càng ISO bè. Thì cây này một cây nội địa nha anh em. Cây nội địa, chất liệu là carbon. Phen là phen Fuji nha anh em, phen là phen Fuji. Phen Fuji. Bát là bát Fuji, FX6. Japan nhé. Càng nội địa. Cán này được quấn lại nghệ nhân quấn đây. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Thì chất liệu là đều carbon. Đây, tất cả các lông ở trong đều rất là mới luôn. Đó, carbon sẵn nha. Rất là đẹp. Thì dạng này dạng cũng ISO bè thôi. Đó, chuyên cho anh em câu hanh cháp, câu trên bè. Câu tôm. Dạng đánh cảm giác. Đó, ok nha anh em, phen ok hết, không nứt bể gì hết. Đó. Thì cái này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7, đọt là 0.6. Độ cứng cái này chắc tầm khoảng 5 thôi, 5-10 thôi. Đó, thu gọn là 77cm. Nặng là 107g, giá công khai cây số 3, giá là 800 nha anh em, 800 một cây số 3, cây số bè. Tiếp theo cây số 4. Thì cái số 4 lên cho mọi người một cây bè, ISO bè, hàng nội địa, hàng Nissin nhé, Nissin. Thì cái này dài 2m4, đó, 2m4, chất liệu là chất lượng carbon. Sẵn quăng này anh em, sẵn hai da. Rất là đẹp luôn, cái gốc này, gốc được cái nhân quấn rất là đẹp luôn nè, đó. Đẹp mê ly luôn á mọi người. Bát cũng là bát Fuji, FX6. Phen vẫn là phen Fuji nha anh em, phen vẫn là phen Fuji. Đó. Cây này độ cứng chắc tầm khoảng 5 thôi. Đó. Độ cứng rất là nhẹ luôn, đánh cảm giác cà phê. Đó. Carbon sẵn thế này khỏi chê rồi. Đọt nữa đây. Đó. Bù đây rất là mảnh nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 50, phen ok hết, rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 90g, dài 2m4 nha anh em, dài 2m4, đọt 0.5,
Độ thu gọn là 87 cm, giá công khai cây số 4 giá là 800. Tiếp theo cây số 5 thì cây số 5 lên cho mọi người vẫn là một cây cần Isobe. Đây Isobe đó, fan cũng là fan Fuji, bát cũng là bát Fuji đó. Dòng Iso này là để nha mọi người, đây đó. Cái này dài 1m8 nha nè, dài 1m8, đây dạng cực bên sẵn nè, rất là đẹp luôn, khỏi chê ra được. Bát là Fuji FS5 hàng Japan nội địa, rất là đẹp nha nè, carbon sẵn sẵn quân, carbon đỏ. Đây là khúc nối như lọt long phụng nha nè, khúc chứ rỗng súng chân đặt nha, rất là đẹp luôn. Thì cần thì bao lỗi lầm nha nè, anh em được kiểm tra hàng trước thanh toán luôn. Thì cái này dài 1m8, nặng là 56g, đọt 0.7. Thì độ cứng cái này cũng rơi tầm khoảng 50 thôi, rất là nhẹ. Thu gọn là 69 cm, giá công khai cái số 5 giá là 800. Tiếp theo cây số 6 thì cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần tay chở máy nha anh em, cần tay chở máy, một cây cần tay chở máy hàng của Nissin. Thì dòng Nissin này dòng nội địa nha mọi người, hàng Nissin nội địa, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Thì cây này dài 3m6 nha anh em, dài 3m6, độ mới cái này ra tao đó tầm khoảng 93-94%, rất là mới luôn, mới và đẹp nữa. Cũng rút lỏng ra cho anh em xem. Đây một cần tay chở máy nha nè, cần tay chở máy hàng Nissin, hàng nội địa. Đấy rồi, cọc bò sẵn nha nè, cọc bò sẵn nè. Đây, cái này dính bụi nè, lau ra nè mọi người, đó. Hàng nguyên zin nhá, tất cả fan của nó đi keo đều là nguyên chuẩn của nó nha mọi người, bô đây bô nguyên chuẩn luôn đó, chưa độ chế chưa lên keo gì lại hết nha anh em, càng nguyên zin càng nít zin đầu đẹp, bò sẵn nha nè, rất là đẹp, đọt sẵn đây đó. Cái này nè lao ra dính bụi thôi nè, sẵn găng guốc nè. Thì cái này nặng là 98g, đọt 0.7, dài 3m6, thu gọn là 100 cm, giá công khai số 6 giá là 1.500.000 nha nè, 1.500.000 cộng ship. Tiếp theo anh đây qua lô Ikeda đó. Thì Ikeda làm lên cho mọi người là tiếp theo là một cây một cặp đi đó, một cặp cặp số 7 và cặp số 8, thì hai cái này cùng thông số đó. Ikeda chất liệu liệu phíp nha nè, phíp đỏ đây nó, fan là fan Fuji, bát là bát Fuji đó. Đây nè, cần rất là đẹp nhá, cây hai cây, cây số 7 và cây số 8. Cây này rút trong nha nè, rút nha, cây này cây rút, fan là fan nguyên chuẩn nha nè, fan rút nha, nguyên chuẩn luôn. Cần dài đủ mét nha anh em, đủ mét đủ tắc cho anh em. Hàng này về đánh thanh cháp thoải mái rồi, anh em nào mới tập câu á, không thôi cho mấy đứa nhỏ đi câu á, lấy cái này về cho anh em câu thoải mái luôn, đọt sẽ đi tinh đặt nhá. Thì cái này đọt 0.5, nặng là 79g, giá công khai cây là 300 nha, 300 mỗi cây, cây số 7 300 và cái số 8 vậy 300 đó, một cặp fan Fuji nha mọi người, fan Fuji, bát Fuji. Tiếp theo cây số 9 thì cây số 9 em lên mọi người vẫn là một cây cần của cây cần Ikeda đó. Cây này vẫn là một cây rút trong nha anh em, cây rút trong Ikeda, hàng nội địa, bát là bát Fuji FS5 hàng Japan nè đó, chất liệu là chất liệu carbon đó, fan Fuji nha anh em, fan Fuji đó. Đây, fan Fuji. Cái này vẫn là một cây hàng gốc trong mọi người. Đó.
đọt khúc này nè, đọt khúc này là đọt rỗng nè, đọt rỗng nè, carbon nè, lên đây nó thì sẽ nó sẽ thấp thấp satin nó cho độ tăng có độ dịu của đọt lên đó, rất là nảy nha mọi người. Phen nguyên zin nguyên chuẩn đủ chiều dài nha anh em. Thì cái này dài là 1m65, nặng là 85g, đọt 0.7, giá con 2 cây số 9, giá là 1750k nha anh em, 750k cây số 9 đó, hàng gốc trong nhé. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 cũng lên cho mọi người, vẫn là một cây hàng cần Ikeda, hàng rút trong Batabat Fuji FX5 Japan, hàng của Nhật, chất liệu carbon nha mọi người đó. Rất là đẹp luôn, cần rất là đẹp nhé. Phen là phen Fuji, đây cũng vậy, phen là phen Fuji đó, nè mọi người, cho carbon nó sẵn nè, đó. Đã phủ một lớp sơn rồi mà nên bọn nó thấy nó sẵn nè, đó. Phen là phen Fuji, phen này phen Fuji nha, phen phen dẫn nha, phen đặt nha anh em, đọt ở trên là đọt tháp nha anh em, đây khúc này khúc carbon nè, đó. Khúc trên đây là khúc tháp satin, hàng Ikeda, chị anh em câu hành tráp nhé, đọt khá là nảy nè, đó. Thì cái này dài 2m nha anh em, chuẩn 2m cho anh em luôn, đọt của nó là 0.8, nặng là 98g, giá công khai cây số 10, giá là 750k cộng ship. Tiếp theo cây số 11, thì cây số 11 lên cho mọi người là một cây hàng khá nâng cấp này, đó, một cây hàng của Shimano, hàng nội địa Ikeda. Thì chiếc này em về được 3 cây, đây anh em 3 cây đó. Thì em nên cụ thể cận cảnh từng cây cho anh em xem. Thì cây Shimano này, một cây Shimano carbon, hàng nội địa, phôi sẵn ít đó. Thì carbon nó sẵn tới đây, khúc trên đây là khúc satin nha anh em, satin tháp. Thì chiến này về 3 cây thì nó vẫn còn đầu chụp nè mọi người, vẫn còn đầu chụp, phen ok hết, tất cả phen ok hết, chưa độ chế gì lại. Thì 3 cây cần em về chiến này á, Ikeda của Shimano đều là phen xây hết cho nhanh em, đây phen ngược hết, đây đi thẳng tới đây, thẳng tới đây nó sẽ quay ngược xuống, nó đi đường dư, nó thấy không đó. Em nhắc kỹ lên nhanh em, phen này nó phen đi ngược là hết chân nha mọi người đó. Thì anh em nào câu Ikeda thì sẽ biết công dụng của nó, thì em không cầu, em không biết, em chỉ biết nó là đi ngược lại rồi đây mọi người đó, 3 cây đều như nhau cho nhanh em đó, đây đó. Đi thẳng qua tới phen này nó sẽ dẫn ngược xuống đó. Cần sao thì em bảo anh em vậy, nói chung thì cần này đẹp đó, đẹp lung linh khỏi chê đâu được. Thì cái này em đo chiều dài thực của nó chỉ có 1m74 thôi nha. Đó, nó 1m8 nhưng mà đo chiều dài thực của nó là 1m74. Thì em bán hàng em đo kỹ lại cho anh em rồi. Đó. Đọt là 0.6. Nặng là 78g. Thì cây số 11 giá công khai là 1.4 nha anh em. 1.4 cho cây số 11. Đẹp nhá. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 vẫn là một cây Shimano. Đó. Carbon 2 da. Đây đó. Thì cái này phen vẫn đi ngược lại dân nha mọi người, 3 cây như nhau. Thì cái này cái nguyên zin đủ chiều dài đó, còn nút chập luôn đó. Cây này chuẩn dài 1m8 nha mọi người, 1m8 nha. Rồi cây này chuẩn dài 1m8 cho anh em nha, em đo lại rồi nha mọi người. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji đó. Cả phen ok nha anh em, rất là chắc nha, còn đầu chụp phen vẫn là phen xây nha mọi người, đây đó. Cần sao thì em báo kỹ anh em vậy nha, đây đó. Tất cả đọt đều ok hết đó, không lỗi, không độ chế. Rồi cái này nặng là 80g, đọt 0.5, giá công khai cây số 12, giá là 1.5 nha anh em, 1.5 cây số 12. Tiếp theo đây cho mọi người là cái số cuối cùng, cái số 13. Thì cây số 13 đây cho mọi người là một cây Shimano đó. Vẫn là carbon 2 da, đó, sơn giả trúc.
rất là đẹp nha mọi người. Thì cái này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1, chuẩn 2m1. Đây còn đầu chụp nè. Fan là fan Fuji, bass là bass Fuji. Tổng thể ngoại hình đẹp nha anh em, đẹp mà đẹp còn lung linh luôn á. Fan nó vẫn xây nha anh em, fan xây. Thì em đã nói ba cây này thì em lấy nó sẽ đi phần ngược hết nha. Tới đây bắt đầu nó đi phần dưới lại. Đó. Thì càng sau thì em để quậy thôi. Đó. Thì Nhật họ làm thì họ cũng có ý định của nó. Họ. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 1.500.000 nha anh em, nặng 90, đọt 0.5. Dài chỉnh 2m1 nha mọi người. Đó, không thiếu. Hàng ngoại hình đẹp. Đó, lung linh. Rồi, đó tổng cộng 13 càng em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.